Những ngày này, chủ homestay Úc Trinh ở Cù Lao An Bình mỗi khi rảnh lại lên mạng trao đổi, mua bán, nhận lịch đặt tour đón khách tham quan. Từng là chủ 4 điểm homestay nổi tiếng tỉnh Vĩnh Long, thường xuyên đón hàng ngàn lượt khách tham quan nghỉ dưỡng. Nhưng kể từ lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, doanh thu từ khai thác dịch vụ du lịch của doanh nghiệp chị gần như bằng không. Dù vậy, chị vẫn không từ bỏ tâm quyết với nghề, nỗ lực tìm hướng, duy trì hiệu quả khai thác du lịch theo cách riêng của mình cái may mắn là mình khi mình làm du lịch đó, rất là nhiều người biết đến mình thì cái khách hàng cũng là khách hàng cũ thôi nhưng mà mình chuyển thành bây giờ thành khách hàng để mà mình giới thiệu những cái sản phẩm nông đặc sản của vùng mình sẽ bán qua online qua mạng Rồi đặc biệt mình muốn giữ lại cái tập thể của nhà bếp của mình. mình muốn có cho các chị để có công việc làm thì mình mới nghĩ ra cách là mình bán đồ ăn và mình gửi đến cho bạn bè khách hàng của mình từ những năm 2005 các điểm homestay Úc Trinh được xem là điểm tham quan nghỉ dưỡng hấp dẫn hàng đầu tại làng du lịch xứ Cù Lao An Bình. Với không gian thoáng mát, khu giường hơn một hecta với đủ loại cây ăn trái đặc sản và hàng chục phòng nghỉ được thiết kế theo phong cách rất tây. Các homestay này luôn là điểm đến hấp dẫn của phần đông du khách người nước ngoài. Hiện tại, dù hoạt động khai thác du lịch kém hiệu quả, nhưng hình ảnh và uy tín của khu du lịch trên đất Cù Lao này vẫn không hề giảm sút mặc dù trước đây là mình hầu như là trên 90% khách tới Úc Trinh Homestay là khách quốc tế thì hiện tại thì tất cả các cửa biên là đều đóng hết thì mình chỉ còn có thể hoạt động trong cái lĩnh vực là nội địa. Thì bây giờ mình đang tập trung vào khách nội địa thông qua Facebook, Zalo và thông qua các cái những cái tương tác của bạn bè đó thì mọi người rất là ngưỡng mộ rất là cảm kích Úc trinh là coi như là một người phụ nữ ở nông thôn nhưng mà có những cái sự cố gắng rất là lớn và mình cũng tự hào về điều đó mình cũng cảm thấy là mình rất là vui vì làm được điều đó Còn chim một ốc đảo xanh giữa dòng cổ chiên hiền hòa điểm du lịch cộng đồng mới được tỉnh trà vinh đưa vào khai thác từ tháng 4 năm 2019 ở đây quanh năm gió mát không khí vô cùng trong lành người dân còn giữ được nhiều nét văn hóa của vùng quê nam bộ đến đây du khách được qua mình cùng thiên nhiên thưởng thức các món ăn dân dã địa phương tận hưởng cuộc sống trong lành xanh sạch. thì em thấy không khí ở đây rất là thoải mái à, đặc biệt là có nhiều món ăn ngon chẳng hạn như món bánh lá của cô ba sữa thì khi mà em ăn cái món bánh lá này á thì em cảm thấy là nó rất là ngon à, bột thì nó cũng rất là dẻo nữa đây là thà khách đó, yêu cầu lại đây là ai ta cũng hài lòng vậy lắm, ta nói bánh ngon, bánh của tôi ở đây thì tôi mần ruộng là lấy gạo lên là ngâm, ngâm là khoảng ngâm cách đêm, rồi rút cho nó trắng cái nước rồi xay rau mơ, xay sinh tố á, rồi mới trộn với gạo xay, xay hai bận rồi mình mới bồng, bồng vô được mình mới dằn, rồi mình mới nhồi, thì mình mới nắng ra thành cái bánh, mình đem hấp. Cồn chim có hai mùa dựa vào vị mặn ngọt của nước sông Sinh kế của người dân theo đó cũng thay đổi luân phiên giữa con tôm và cây lúa 14 hộ làm du lịch nơi đây đều khai thác kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường nuôi trồng và sản xuất sạch không có sự trù phú của những mảnh vườn hoa thơm trái ngọt xum xuê nhưng vẫn có sức thu hút lớn với khách tham quan nhất là các dịch vụ du lịch trải nghiệm thì khách tới đây nhà tôi thì có trải nghiệm cái câu cua mình ở đây nó cũng có cái khí hậu mà nó thiên nhiên á, mình nuôi cua ở sông đây là sông nước, thành ra nó cũng được ưu đãi. Khách lợi thích là cái chỗ câu cua lên á, rồi khách muốn chọn á, là ăn như vậy là khách muốn dùng ăn những cái thức ăn gì mình bảo khách tự á, là cân, tự câu tự cân rồi về có thể một có số khách tự bào chế ăn. Do cái dịch bệnh Covid thì ở đây thì người dân cũng đồng tình là để kết cầu du lịch thì cũng đã giảm giá là 20% cho khách đến. Từ ngày mà mình bắt đầu khởi động cho đến ngày hôm nay thì mình tiếp hơn 80 tour đến đây tham quan, trải nghiệm. Rồi có hơn 8.000 lượt khách về đây. Và thấy khách, du khách về đây thì cũng khi khi đến rồi cũng cũng có nhiều lần trở lại thì mình đã cảm thấy rằng là khu du lịch mình cũng đã thành công. Dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong khi du lịch và lữ hành là ngành chịu tác động sớm nhưng khả năng hồi phục chậm hơn so với nhiều ngành kinh tế khác việc chuyển hướng mở rộng khai thác thêm các dịch vụ như chủ homestay úc trinh hay tham gia kích cầu du lịch bằng những sản phẩm đặc trưng có sức hấp dẫn riêng như điểm du lịch cộng đồng cồn chim đều là những giải pháp linh hoạt để doanh nghiệp làm du lịch tránh rơi vào bế tắc đây sẽ là cách để duy trì tiềm năng kinh tế du lịch sinh thái đất cù lao thế mạnh đặc trưng của dùng sông nước miền tây